Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Trang Giây Phút của mẹ mình nhé. Hôm nay là ngày sinh nhật của bà ngoại mình, nên khi mình vừa mới tan học, bà ba và mẹ mình đã đón mình luôn, mình về luôn cho chiều nay 4 giờ sinh nhật của bà ngoại mình, nên mình vẫn chưa kịp thay bộ đồ mới mà những con đang mặc của đồ học sinh này nè. Còn ở phía trên đây chính là bánh kem và hoa có bị tặng chuẩn bị để chiều nay mình và Riri tặng cho bà ngoại mình. Bây giờ thì mời các bạn về quê ăn sinh nhật với gia đình mình nhé. Khâu chuẩn bị đây nha mọi người, dịch vụ nấu ăn họ đang trang trí cho món ăn, còn chủ nhân bữa tiệc thì đây nè, mà còn lu bu chưa có lên đồ nha. Rồi thì giờ qua bên kia xem mọi người làm tới đâu rồi ha. Bên này thì là dịch vụ trang trí tiệc họ đang làm nè mọi người. Bữa trước tiệc tất niên có 2 người làm mà nay thì tới 3 người lận. Chắc nay má mì mình chơi lớn đặt mẫu hoành tráng à. Và giờ thì mình sẽ quay xung quanh vườn nhà ông ngoại này ha. Có cây nè, có nước, có cá, bao mát mẻ luôn nè. Mình rình rình me me coi hôm nay mami mình đặt món gì nhé. Wow, tôm càng oxy luôn nha mọi người. Đây, wow, đó, wow, rất là to luôn. Để bắt lên một con. Đừng sợ bỏ ý á, nó muốn nè, nó phải bắt. Con này bự hơn nè. Ý da, con này bự quá. Siêu to khổng lồ luôn. Rồi, xuống thôi nè, đây nè, cái bàn tay của mình nữa bạn. Dạ. Ôi nó mạnh quá. Thôi cho nó xuống, nó sợ nó chết quá. Rồi, bào ngư nha. Rồi, ok, đóng lại giùm em đi. Bào ngư nước sảy con bà bảy. Sảy luôn. Hấp với cái này hả chị, hấp với cái thìa hả? Đúng rồi, tí nữa. Mà nếu mà mình phát hiện bây giờ thì còn kịp đúng không? Lấy nhau về đã chứ thôi. Ngay bình lông mà lo gì cái nó xếp. Từ Bình Dương trở về, hy vọng còn nguyên vẹn. Wow, okay. Y chang luôn. Nó lên sẵn. Tâm chỉ đưa lên là bưng một tô đá lên thôi. Mình múc một tô đá mình đưa lên, khách tự múc. À, có chị coi có muỗng đầy đủ không? Có muỗng đầy đủ luôn nha. 4 giờ thì đãi tiệc, mà giờ thì đã 3 giờ rồi. Vào nhà tắm cho hai nhóc để chuẩn bị lên đồ đi ăn tiệc thôi nè. Con tắm đi, tắm với em đi. Nè, đi tắm đi con, nhảy xuống, nhảy xuống. 2, 3, thôi tắm vậy luôn đi. 2, 3. Nhảy đi, nhảy xuống đi, không tới đâu, không tới cổ con đâu. Nhảy xuống. Đợi đi bơi đi. Tạt lên đầu luôn, tạt lên đầu. Rồi, anh giao hoa giao tới là biết đã gần tới giờ rồi nè. Lên đồ thôi. Bây giờ mình đã lên đồ rồi nhé. Còn đây chính là hoa mình sẽ tặng cho bà ngoại mình. Bây giờ mời các bạn cùng mình đi xuống phía sau để tặng cho bà ngoại mình nhé. Chuyện dân dữ nha. Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi lên luôn, ca đi lên luôn. Ờ à, quay quá. Chúc bà ngoại sao? Rồi gì nữa? Trẻ đẹp. Hôn bà ngoại cái đi. Ông ngoại ra đằng sau tặng quà tặng hoa hồi nào không biết luôn á. Thợ quay phim thì để mãi ở trong nhà, tới hồi ra thì xong hết rồi, có quay được khúc tình cảm mấy đâu. Nên đành xin lại mấy tấm hình của chú thợ chụp ảnh đỡ này ha. Nhà mình, con thì có 2 con gái, rồi lời được 2 chàng rể, xong thì lời luôn được 3 cháu trai. Tổng cộng ông bà ngoại hiện giờ là vốn thì 2 gớ, mà lãi thì tới 5 trơ rồi đó. Và đây là hình ảnh của một vài khách mời của buổi tiệc nha mọi người. Công ty thì đặt hoa nhắn tin cho shop là chúc mừng sinh nhật cô ba, mà shop nhầm nên ghi là chúc mừng sinh nhật chị ba, hơi lố xíu nè. Nói rồi. Đại diện gì? Đại diện công ty Đại Việt chúc mừng sinh nhật cô ba. Rồi, cô ba cảm ơn con nha. Chị cố đặt cầm xuống kia tới chị. Khách đã đến đông đủ rồi thì món khai vị cũng chuẩn bị được dọn lên. Gỏi bò ngũ vị, mình thấy là có bắp bò, cà pháo, trái vả, cà rốt, khoai môn sợi chiên giòn này ha. Món tiếp theo là món ốc hương hấp xả nha mọi người. Rồi thì tới món tôm càng hấp rau răm. 10 con tôm sống mà bỏ vào cái nồi lẩu rồi sau đậy nắp, rồi sau chín được, cho nên là phải hấp trong cái nồi to như này nè. Rồi sau đó thì sẽ cho ra dĩa nha. Món này là cá bóng mú hấp Hồng Kông hay là hấp nấm đông cô gì đó, tại mình thấy có nấm đông cô nữa. Ăn kèm thì có một dĩa bún tàu. Xong hết rồi, giờ chỉ đợi được lên bếp thôi nè. Và món gần cuối rồi nha, là bào ngư hấp cải thìa nè. Ôi cái sốt tiêu nó đậm đà, bào ngư được khứa cho nên rất là thấm vị. Dọn lên bàn, quay qua quay lại cái dĩa trống trơn. Clip đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại cả nhà trong những clip sau nhé. Bye bye!